Tối 30 tháng 11, tại quán cà phê Chết Oanh 246-8 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, diễn ra chương trình biểu diễn thời trang và trưng bày tranh của các họa sĩ đến từ Nga, Hungary. Trong không gian nhỏ, giản đơn, chừng gần 50 bàn, không còn chỗ trống. Tất cả đều đặt trước, cho thấy sự háo hức của không chỉ nhân vật chính, mà còn là du khách, những người bạn Nga và Việt đang lưu trú, nghỉ dưỡng trên địa bàn. Chị Elina Akulovic, họa sĩ, nhà thiết kế thời trang người Nga, là nhân vật chính trong chương trình này. Trang phục đưa ra trình diễn đa phần là áo thun không cổ, váy dành cho nữ. Điểm đáng chú ý là ở hình ảnh màu sắc được in trên đó, có thể con mèo đang nằm, đang rướn thân hình ra phía trước, là cả khuôn mặt, nửa khuôn mặt hay đơn giản chỉ có đôi chân, con mắt mèo. Màu sắc cũng khá mê hoặc với những loang lỗ đen, hồng, xanh dương, nâu. Ngoài ra, trong không gian quán cà phê còn có treo các bức tranh vẽ trên khuôn A4, A3 bằng viết chì của những người bạn họa sĩ đến từ Nga và Hungary. Hình ảnh khá trừu tượng về các con vật chuyển động đời sống thường ngày. Chị Trương Thị Ngọc Oanh, chủ khách sạn La Maria và quán Chết Oanh vui vẻ cho biết, ở Hàm Tiến Mũi Né có ít chương trình, sự kiện dành cho du khách. Vì thế đây là sân chơi để kết nối, tụ tập, chia sẻ những ý tưởng trong nghệ thuật và điều mới mẻ, tươi đẹp của văn hóa đất nước Nga. Qua đó bản thân tôi và những du khách người Việt cũng học hỏi, chắt lọc được rất nhiều từ cách thức, thái độ làm việc, thậm chí thu nhận về những cái mới làm cuộc sống mình màu sắc tươi đẹp hơn. Là người đam mê nghệ thuật và đang kinh doanh trong lĩnh vực tranh, nên chị Oanh sẵn sàng phối hợp với tất cả ai đang sinh sống ở trong hay ngoài nước có chung sở thích để tổ chức các chương trình tương tự, đặc biệt là bạn trẻ. Chị cho rằng các bạn còn rất nhiều thời gian, cứ mạnh dạn thử sức làm những điều mình cho là thế mạnh, có lợi cho cộng đồng, xã hội để sau này không hối tiếc. Tháng 4 năm 2019, tôi đã tổ chức một chương trình và lần thứ hai này, các thiết kế in trên áo đều lấy ý tưởng từ những con mèo. Ở nước Nga có câu, khi mua nhà mới hãy thả một con mèo và tôi muốn đem điều này đến một đất nước mới. Hầu hết các trang phục đều làm từ chất liệu vải thun cô tông, rất thoải mái khi mặc, được nhuộm màu tự nhiên nên rất bền. Sắp tới tôi sẽ mở cửa hàng kinh doanh online tại Mũi Né để phát triển sản phẩm của mình đến với mọi người. Tiếng âm thanh phát ra từ những tay guitar của ban nhạc Mini Miami. Người nghe không rành nếu kể, nhưng có điều chắc chắn, thân hình họ đang rất lương nhẹ nhàng. Bàn bên một vài người tỏ ra phấn khích hơn, nhấp nhấp đôi tay theo điệu nhạc. Dưới ánh sáng vàng của những chiếc đèn tròn mới được câu mắt thêm, trong tiếng nhạc không hề ồn ả như ba vũ trường nhâm nhi mẫu bánh rồi nhấp nhi trà, trái cây, nước ép hay ly rượu vang. Quả là thú vị cho một buổi tối cuối tuần.